Nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tính năng rất hữu ích và tiện lợi trên các mẫu xe của BMW, đó là hệ thống điều khiển bằng cử chỉ BMW Gestural Control. Hệ thống điều khiển bằng cử chỉ là một chức năng mang đến sự tiện lợi tối đa cho người lái khi giúp họ tùy chỉnh bảng điều khiển trung tâm chỉ bằng 6 động tác đơn giản. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hệ thống điều khiển bằng cử chỉ trên xe BMW. Như quý vị có thể thấy, tại vị trí này của trên xe BMW được trang bị một camera cho phép nhận diện cử chỉ bằng hành động của chúng ta khi điều khiển bằng điều khiển. Chức năng đầu tiên có thể thực hiện là tăng volume. Khi tăng volume, chúng ta quay ngón tay theo chiều kim đồng hồ. Và ngược lại là giảm volume, chúng ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo, chúng ta có thể thực hiện từ chối cuộc gọi bằng cách gạt tay từ trái qua phải. Và chúng ta có thể nghe. Alo. Xin chào. Ok. Và tính năng cuối cùng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó là tính năng dịch chuyển góc quay của camera 360 độ giả lập trên xe BMW để tạo sự thuận lợi cho việc dừng đỗ xe. Ok, tôi và quý vị sẽ cùng trải nghiệm. Xin cảm ơn quý vị.